Chào Hiền Hiền nha. Hôm nay nhà chị ăn Tết sớm à. Chú nhà con trai đây. Đấy, con dâu đây. Con chào cả nhà đi. Đây, con chào cả nhà. Đẹp quá. Bên này là bên nhà con trai ở với mẹ ở với mẹ chồng đấy. Em chồng thì chồng này ăn này đấy cả nhà yêu ơi, đấy quay làm kỷ niệm năm nay thì thưa với các thưa mẹ và thưa với các chị các em là chị ấy bị đi vô dụng vì là sức khỏe không được ổn định, chưa được ổn định nên là mọi việc là các bác các cô làm hết rồi. Chị chồng năm nay chị chồng này là bảy chị chồng liền cô này, cô em chồng thằng này đây cháu nội đây, con chào cả nhà đi, đến chị Thảo. Bên này đây này, mình đang ăn Tết ở bên nhà con trai đây. Đấy. À, bên nhà chồng đây. Đấy. Cháu nội đây. Đang quây quần đây. Đấy. À. Ôi giời ơi, mẹ ăn luôn. Con chào cả nhà đi. Con chào cả nhà. Thấy cháu nội đây. À. Cả nhà nhìn con ăn đi này. Ấy ôi rồi, cảm ơn cả nhà nhá. Hôm nay là đầy đủ. Đây là đại ca nhá, đại ca đấy, mẹ chồng đấy, đấy mẹ đang cười đấy. Xong rồi là đến là đây là anh rể đây, trong anh rể kia, em rể đây, anh rể đây, ông xã mà đội mũ trắng kia, cháu đây, cháu rể đây, con trai của mẹ đây, con trai của mẹ đây, bác cứu như là xã hội đen ở đâu đấy, đấy bác cứu đây, đấy mẹ chồng đây. Em chồng đây, chị chồng đây, bảy chị chồng, mấy muốn mình là mình con dâu. Em chào chị Quảng Bích nha, chào Thu Hiền nha, chào cả nhà nha. Đây là em chồng ở Quảng Ninh nha. Xong rồi là em chồng kia nha, chị chồng nha. Bảy chị chồng đây nha. Đấy, chị chồng nha, đây chị cả đây. Chị cả này, chị hai này, chị ba này, chị tư này, chị năm này, chị sáu này. Ông xã mình là bảy, bà mẹ chồng mình là có bảy người con. Em thả tim nhiều thế mà chị không chào em. Nguyễn Phú, chào Nguyễn Phú nha. Em gái chào chị Bích Phượng nha, thả nhiều tim cho em gái quá. Đây này. Đấy. Đấy. Con trai giống mẹ Phúc Hậu đây, con trai đây. Con trai đây. Chào Vũ nha. Chào Hoàng Anh Việt nha. Em gái cảm ơn chị Bích Phượng tả em nhiều tin thế. Đấy, nhà em là có. Đây, đây là chị chồng đây. Đấy, chị chồng đấy. Hôm nay là em dâu là bất lực, không làm gì, toàn các chị làm thôi. Sẵn ăn thôi. Chồng là chị chồng thứ hai, nhà có bảy người con, mẹ chồng ấy có mỗi mình là dâu trưởng, nhưng dâu trưởng năm nay vô dụng, dâu trưởng năm nay bất lực. Cảm ơn Lê Hải nha, cảm ơn Nguyễn Minh Nhật nha, hạnh phúc to của Thảo. Chị chồng chào cả nhà một tiếng đi, mấy trăm người xem. Đấy, chị chồng là chị không phải xấu hổ, ôi rồi ôi xinh tươi. Không quen à? Sống ẩn à? Hả? Không thích sống ảo à? Chị em dâu là hay sống ẩn đúng không? À em dâu là hay sống ảo đúng không? Và chị là sống ẩn đúng không? Ẩn cái gì mà ẩn? Đấy, đây là con cháu của nhà mình nha.
nam đấy, nhà mình là con cháu là rất là đông, đây là bên nhà con trai đấy, con trai đấy, ngay cổng chợ đêm thôi cả nhà nha, cái con đây, đây là con dâu của mình nha, cái cháu nội của mình nha đấy, đấy. Đấy, đây, đây là chào cả nhà. Đây, đây, cái này là rất là đông đủ luôn, cũng là làm